Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Lên London and Lee 9145 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Asoka tiểu đường dầu gội nhuộm Nhật Bản bảo thi số 714 230 5591. Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Lan. Sáng nay một ngày tự dưng là mưa bước ra là thấy quanh đây là đường nó nó cứ ẩm ẩm không có mưa lớn, ừ. mưa nhẹ gọi là mưa bụi. Nhưng mà nhiệt độ ngày hôm nay hôm trước thì người ta dự đoán là nó sẽ nóng đến cuối tuần, nhưng mà riêng Westminster thì sáng nay thấy mát mát rồi quý vị nhớ là ai ở quanh khu vực thành phố Westminster thì ngày hôm nay ngày 12 tây tháng 7 quý vị lưu ý là sở cảnh sát Westminster sẽ mở checkpoint à, coi những người nào mà say rượu lái xe thì coi chừng là gặp rất là phiền phức với cái lần nộp phạt đầu tiên vi phạm đầu tiên là tiêu tốn khoảng chừng 13.500 mà cái địa điểm thì người ta không có cho biết nhưng mà không chỉ có ngày hôm nay 12 tây tháng 7 thì cảnh sát Westminster mở cái cái chuyện mà mà check boy kiểm tra họ mới ra một cái thông báo nữa đó là vào ngày 16 tây tháng 7 tức là tuần tới thì cảnh sát lại tiến hành một loạt những gọi là những cái uh, hoạt động cưỡng chế tập trung vào những người vừa lái xe vừa testing hoặc là nghe điện thoại quý vị lưu ý cái chuyện này hoặc là ngay cả nghi ngờ nha khi mà lái xe mà họ nghi ngờ người đó đang vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại hoặc là vừa vừa text đó, là họ sẽ chặn lại. Họ gọi đây là những người này là vi phạm luật rảnh tay. <laughs> luật rảnh tay. Tức là khi lái xe là quý vị hai tay phải cầm vô lan hoặc là cầm một tay hoặc là lái xe mà điều khiển Tesla bây giờ là xe tự lái thì cũng phải ngồi đó không có không có lấy phone mà bấm bấm bấm. À, ngày 16 tháng 7 thì cảnh sát Westminster sẽ đồng loạt kiểm tra ở trên đường quanh thành phố này à, những người lái xe quý vị biết rồi ở tiểu bang Cali là không được phép cầm điện thoại hoặc là những cái họ gọi là những thiết bị liên lạc điện tử để mà khi mà mà lái xe ha à, điều này họ nói là bao gồm là nói chuyện nè nhắn tin nè hoặc là sử dụng ứng dụng Ví dụ như chúng ta đi trên đường rồi cái đang tìm đường cái tay bấm 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 vô chỉ đường là cũng không được luôn. Họ nói khi mà quý vị làm tất cả những việc đó đều bị ghép vào tội là vi phạm vào luật rảnh tay. Phí sẽ bị phạt ừ. tiền, còn lần thứ hai đó mà quý vị quy phạm, vi phạm trong vòng 36 tháng thì sẽ bị một điểm trừ vào trong cái record trong cái hồ sơ lái xe ở đây thì người ta nói rằng là quý vị nếu như mà khi quý vị đang lái xe mà cần tìm đường hoặc là có một cái cuộc gọi cần phải trả lời thì vui lòng tấp vào trong một cái chỗ đậu xe an toàn rồi lúc đó muốn tìm đường hay là muốn trả lời điện thoại bất kỳ cái gì thì quý vị hãy làm ở đây á, họ không có nói đến cái chuyện là chúng ta sẽ xài cái uh, uh, cái thiết bị để nghe ví dụ như những cái gắn vô lỗ tai để nghe hay là sử dụng cái speakerphone có sẵn ở trên máy thì những cái đó có nghĩa là biến làm sao hai cái tay của mình thì phải không có được cầm vô một cái gì hết trơn á trong cái lúc lái xe cái quy luật đó thôi còn cái chuyện cái miệng của mình á, có nói hay không đó là cái quyền của mình thì quý vị lưu ý nha ngọc lan ngọc lan nhớ có một lần đang chạy xe ở trên đường này hình như có nói ở trên cà phê sáng rồi vừa chạy xe thì một tay cầm cái phone mà để dưới mở speaker lên một tay thì lái xe thì chạy bị cảnh sát chặn lại xong họ nói là tôi đã theo cô một đoạn đường mà cô không thấy một bên thì một cô cảnh sát một bên thì ông cảnh sát nhưng mà lúc đó thì họ nói thì mình nói liền dạ đang có một cái interview gấp cho nên là như vậy thì họ nói ok đừng bao giờ làm như thế nữa họ không phạt họ chỉ nhắc mình thôi họ nói rõ ràng là tôi lái xe theo cô một đoạn mà cô không có thấy tôi Uh, rất là nhiều cái trường hợp hiện nay thì cảnh sát người ta theo dõi chúng ta trong vấn đề mà đang lấy xe mà sử dụng điện thoại <laughs> hồi xưa đó thì chúng ta có thể bào chữa là uh, có những cái cuộc gọi khẩn cấp hoặc là uh, tôi đang làm cái gì đó đang mở map này nọ nhiều lắm rất là nhiều trường hợp những cái cảnh sát người ta stop xe lại rồi những cái người mà bị vi phạm uh, giao thông đó thì đưa ra những cái um, gọi là những cái lời bào chữa như vậy người ta cho qua thời gian trước nhưng mà thời gian gạo vào gần đây cũng một số người cũng đưa ra cái lời bào chữa như vậy nhưng mà người ta không có chấp nhận bởi vì khi mà chúng ta lái xe tham gia giao thông ở trên đường thì nhiều khi chúng ta gặp những cái trường hợp khẩn cấp nhưng mà vô tình chúng ta lại gây nguy hiểm cho những người xung quanh, thành ra cái chuyện mà những cái lời mà bào chữa đó của bản thân mình bây giờ người ta sẽ không chấp nhận thì đây là một cái thông tin mà lê thái thấy rằng là cũng rất là đáng để mà chúng ta ghi nhớ trong cái ngày hôm nay và buổi sáng ngày hôm nay buổi sáng cuối tuần ờ, thứ nhất là để không bị trừ điểm trong cái record của chúng ta yeah. cái thứ hai là để bảo vệ an toàn cái tính mạng của bản thân mình và những người chung quanh thành ra nếu như mà đó giống như chị lan nói có những cái cuộc gọi khẩn cấp tắp vào trong lề chịu khó chút xíu thôi trễ vài ba phút nhưng mà chúng ta không bị trễ cả đời thưa quý vị ờ ở đây họ nói rất là rõ trước khi lái xe hãy tắt tiếng điện thoại ừ. hoặc là là tắt có nghĩa là để cho mình đừng có phân tâm uh, phân tâm trong cái lúc lái xe ồ oh, có điện thoại điện thoại này nha không biết bồ gọi hay là vợ gọi <laughs> thì phân tâm không biết có chuyện gì hay là không cho nên là quý vị tắt đi rồi uh, hồi trước á cái lúc mà california vừa mới có cấm cái chuyện mà testing trong lúc mà đang lái xe đó thì lúc đó lần đầu vi phạm cái số tiền phạt cũng ít thôi, lần thứ hai cũng phạt tiền, lần thứ ba cũng phạt tiền. Nhưng mà bây giờ ở trong này rõ ràng lần thứ nhất phạt tiền, lần thứ hai vi phạm mà trong vòng 36 tháng, tức là trong vòng tới 3 năm mà vi phạm thì sẽ bị trừ điểm. Mà quý vị biết là trừ điểm vô trong record đó tức là ảnh hưởng đến bảo hiểm. Ừ, dạ vâng. kính à, thưa quý vị, ngày hôm qua thì có có một cái thông tin thì cũng không vui trong buổi sáng ngày hôm nay. À, chúng ta được biết là khi mà một cái người mẹ mà mang thai cái đứa con đó thì trong các quá trình thai kỳ thì bắt buộc chúng ta phải gặp những cái bác sĩ chuyên về khoa sản, à, chuyên về khoa nhi để mà người ta có thể thăm khám cái bào thai phát triển như thế nào, có có bị gì tật bẩm sinh hoặc là có bị uh, biến đổi mà DNA trong cơ thể không có bị uh, hội những cái hội chứng như là Down hay là bạch tạng hay không thì người ta phát hiện ngay từ những cái lúc còn sớm để mà có thể can thiệp kịp thời Uh, can thiệp ở đây thì cũng có nhiều hình thức lắm nhưng mà tùy theo cái quyết định của người nhà vào và, và bác sĩ thôi. Uh, nhưng mà có những cái trường hợp có những cái trường hợp thăm khám nguyên suốt nguyên cả thai kỳ đến cái tuần thứ 37 nhưng vẫn không phát hiện ra những cái dị tật thai nhi ở trong cơ thể. Có những cái trường hợp như quý vị cũng đã từng nghe là thai trong thai, không biết là chị Lan đã từng nghe những cái cái trường hợp mà thai nhi là thai trong thai chưa? Có nghĩa là một cái bào thai trong cái bào thai đó có một cái bào thai khác nó hiện diện ở trong cái bào thai nhi đó có nghĩa là song sinh hoặc là hoặc là ba sinh ba chẳng hạn nhưng mà nó có những cái bào thai trong đó thì cái trường hợp này là những cái trường hợp vô cùng, cùng hiếm gặp ở trên màn ảnh thì quý vị thấy là cái bé gái vừa uh, quý vị thấy ở trên màn ảnh đó là bé vừa mới qua đời uh, chỉ mới một ngày trước mà thôi cái bé gái này là đã một tuổi rồi vừa mới uh, biết đi và được đưa vào bệnh viện uh, thì khi đưa vào bệnh viện á, thì bác sĩ phát hiện ra là bé cái cái hộp sọ của bé nó nó lớn hơn rất là bình thường nó càng ngày nó càng lớn và bé cũng không thể ngồi hoặc là đứng vậy dậy được và chậm nói cái kỹ năng phát triển của bé nó cũng chậm hơn những đứa trẻ bình thường rồi chỉ có thể nói được có một cái chữ mẹ thôi và cái đầu của bé ngày càng sưng to lên ờ, trong cái quá trình mà cái đầu bé sưng to như vậy một hai lần bác sĩ chụp MRI MRI thưa quý vị nhưng mà người ta không thấy có phát hiện gì cả ngay từ tuần thứ 37 vẫn không phát hiện gì đến khi mà tất cả các bác sĩ người ta quyết định chụp CT cắt lớp cho quý vị có nghĩa là chụp cắt lớp với từng cái ở trong cơ thể có nghĩa là những cái nhỏ li ti nhất ở trong cơ thể đều thấy thì người ta đã phát hiện ra bé gái có một cái phôi thai dài 18 cm có cột sống có nhìn thấy những cái chất vernix và các cơ quan nội tạng như là chẳng hạn như miệng mắt đầu thai nhi lông của thai nhi cơ thể cẳng tay bằng tay ngón tay và bằng chân thai nhi đang phát triển ở trong cái não của em này và các bác sĩ phẫu thuật thần kinh người ta đã quyết định là phải phẫu thuật để mà loại bỏ cái phôi thai trong cái hộp sọ của bé gái này nhưng cô bé cũng đã qua đời, thưa quý vị chỉ sau 12 ngày khi mà người ta kết thúc cái cuộc uh, phẫu thuật này bởi vì bé bị tổn thương não quá nghiêm trọng uh, như chúng ta đã biết thì những cái tình trạng mà cực kỳ hiếm gặp của uh, cái vấn đề này người ta gọi là thai trong thai hay theo những cái từ khoa học đó là người ta gọi là uh, FIF thưa quý vị hay là bào thai ký sinh thì những cái trường hợp này nó xảy ra khoảng chừng là 1 ca trên 500.000 ca sinh ở trên toàn thế giới. Và đây là một trong những cái trường hợp nó phát triển bất thường dị dạng thai nhi hiếm gặp. À, những cái bào thai nó dị dạng được tìm thấy trong cơ thể của những cái người song sinh còn lại và thường được là ở như thí dụ như ở ổ bụng ha, ở trong những cái vị trí bất thường khác à, như xương chậu hoặc là trong miệng. Nhưng cái trường hợp của bé này là ở trường hợp người ta nói rất là hiếm gặp ở trong não của bệnh nhân và gần 200 trường hợp cũng đã được báo cáo trong cái tài liệu y khoa trong suốt những năm tháng qua và những ca như vậy người ta nói rằng cũng có thể cứu được nhưng đối với cái trường hợp mà thai trong thai mà nằm ở trong não á, thì gần như là 100% sẽ gây tử vong cho bé à, tại vì nó không có thể nào chúng ta can thiệp vô mà mổ để lấy thai nhi trong cái thời gian mà bé còn quá nhỏ như vậy và hiện nay á, cái tình trạng này nó 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 dở, nó xảy ra là do là uh, cái ô nhiễm môi trường hoặc là di truyền và nhiệt độ thấp hoặc là tiếp xúc với những cái thuốc trừ sâu những cái thuốc uh, uh, gọi là thuốc tăng trưởng những cái thuốc mà nó gây độc hại trong quá trình đầu mang thai nó gây ra những cái yếu, yếu tố mà nó làm cho bị dị tật thai nhi này thành ra chúng ta nghe những cái thông tin này cũng rất là kinh khủng trong ngày hôm nay nhưng mà thật sự là để mà chúng ta cẩn thận hơn về sức khỏe và uh, tránh ăn uống những cái thức ăn mà không tốt cho cơ thể quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài